xin kính chào quý vị khán giả thân mến của kênh tin tức online. Trong bản tin ngày hôm nay chúng tôi trân trọng gửi đến quý vị rất nhiều thông tin mới và quan trọng của thể thao Việt Nam. Thông tin đầu tiên chúng ta cùng điểm lại dàn sao bóng truyền xinh đẹp giải nghệ năm 2023 gây nhiều tiếc nuối. Tiếp theo là thông tin đầy bất ngờ ngọc nữ bóng truyền Việt Nam sinh con đầu lòng ở tuổi 33, cuối năm 2023 lại có niềm hạnh phúc mới. Nối tiếp là thông tin đang nhận được nhiều sự quan tâm và kỳ vọng từ người hâm mộ khi huấn luyện viên Tuấn Kiệt sát cánh với huyền thoại Kim Huệ, cổ động viên mơ về sự trở lại của một thế lực. Và cuối cùng là thông tin khiến nhiều người hâm mộ cảm thấy nuối tiếc và đầy bất ngờ khi Thùy Linh vượt thanh thúy để giành vinh dự lớn. Và ngay sau đây là những thông tin chi tiết. Đầu tiên chúng ta cùng điểm lại dàn sao nữ bóng truyền xinh đẹp giải nghệ năm 2023 gây nhiều tiếc nuối. Đầu tiên là phụ công Đặng Thị Kim Thanh bất ngờ giải nghệ ở tuổi 24. Trong sự tiếc nuối của cộng đồng bóng truyền, giữa tháng 12 năm 2023, ban lãnh đạo đội bóng VTV Bình Điền Long An đã chính thức thông báo một tin đầy tiếc nuối, Đặng Thị Kim Thanh, phụ công tài năng của đội, đã quyết định giải nghệ ở tuổi 24. Quyết định này được xác nhận sau nhiều tin đồn và dự đoán từ phía người hâm mộ, khiến cho cộng đồng bóng truyền Việt Nam chìm đắm trong tâm trạng tiếc nuối và hâm mộ sự giải nghệ của Kim Thanh không chỉ là một mất mát lớn về kỹ năng và sự đóng góp trên sân, mà còn là mất mát về sự xinh đẹp và tài năng nghệ thuật mà cô mang lại. Với chiều cao ấn tượng là một M78, Kim Thanh đã trở thành một biểu tượng trong đội bóng VTV Bình Điền Long An, không chỉ bởi vẻ ngoại hình xuất sắc mà còn bởi lối chơi toàn diện, quyết liệt và thông minh của mình. Sự tỏa sáng của Kim Thanh trên lưới đã đóng góp không nhỏ vào thành tích đội bóng miền Tây giúp họ đạt vị trí thứ ba ở giải bóng truyền vô địch quốc gia 2023. Đội bóng không chỉ mất một phụ công xuất sắc mà còn mất đi một tinh thần lãnh đạo trên sân. Đối diện với quyết định giải nghệ, Kim Thanh đã chia sẻ rằng đây là một bước đi cần thiết để bắt đầu những dự định cá nhân của mình, trong đó có việc học hành. Quyết định này của cô đã nhận được sự tôn trọng và đồng cảm từ phía người hâm mộ, người sẽ luôn nhớ đến sự góp mặt và đóng góp của Đặng Thị Kim Thanh trong sự nghiệp bóng truyền nữ Việt Nam. Tiếp theo là chân dài bóng truyền bùi thị ngà giải nghệ tuổi 28. Chấm dứt sự nghiệp ấn tượng, phụ công lừng danh bùi thị ngà đã chính thức giải nghệ ở tuổi 28, mang lại một cú sốc cho cộng đồng người hâm mộ bóng truyền Việt Nam từ đầu năm 2023. Với chiều cao nổi bật là một M86 và kỹ năng vô cùng toàn diện, Bùi Thị Ngà đã trở thành một biểu tượng trong lịch sử bóng truyền nữ Việt Nam với tầm đánh bóng cao và khả năng chắn sắp xỉ 3M phụ công này không chỉ là tay trắng xuất sắc mà còn là hành đầu lịch sử của bóng truyền nữ nước nhà, giành được vô số danh hiệu trắng bóng xuất sắc ở nhiều giải đấu trong và ngoài nước. Trong sự nghiệp của mình, cô đã tự hào với gần 100 danh hiệu cá nhân và đồng đội từ cấp câu lạc bộ đến tuyển quốc gia. Năm 2022, Bùi Thị Ngà kết hôn và nhiều người tin rằng quyết định giải nghệ của cô là để tập trung chăm sóc cho gia đình. Sự chấm dứt sự nghiệp của Bùi Thị Ngà là một mất mát lớn cho bóng truyền Việt Nam và làm buồn lòng những người hâm mộ yêu mến và theo dõi sự nghiệp của cô. Ngoài Bùi Thị Ngà, một hot khác của bóng truyền Việt Nam, Trương Mộng Kha, chủ công và đội trưởng trụ cột của đội tuyển bóng truyền nữ thành phố Hồ Chí Minh, cũng đã giải nghệ vào đầu tháng 9 năm nay, khiến cho cả hai mỹ nhân của bóng truyền Việt Nam chia tay sự nghiệp và bước vào trang mới của cuộc đời, để lại nhiều tiếc nuối cho cộng đồng người hâm mộ. Tiếp theo là thông tin bất ngờ khi Ngọc Nữ bóng truyền Việt Nam sinh con đầu lòng ở tuổi 33, cuối năm 2023 lại có niềm hạnh phúc mới. Volebit là trang bóng truyền uy tín và nổi tiếng hàng đầu thế giới. Trang này cho điểm và xếp hạng các vận động viên bóng truyền dựa trên thành tích thi đấu ở các giải của các đội bóng mà những vận động viên đó đã hoặc đang đầu quân cũng như những giải thưởng cá nhân mà các vận động viên đó đã giành được trong sự nghiệp. Theo bản xếp hạng mới nhất của Volebit, Nguyễn Linh Chi đã lọt top 10 cây truyền hai xuất sắc nhất trong lịch sử bóng truyền nữ Việt Nam với tổng cộng 521,25 điểm. Truyền hai nổi tiếng của BTL thông tin xếp hạng một trên bảng vàng của Volebit. Có thể nói việc được một trang bóng truyền nổi tiếng hàng đầu thế giới như Volebit xếp hạng một trong danh sách những cây truyền hai xuất sắc nhất lịch sử Việt Nam là thành tích đáng tự hào và là món quà vô giá đối với Linh Chi đó là sự ghi nhận đầy giá trị cho những cống hiến và đóng góp của cô cho bóng truyền nữ quân đội nói riêng và bóng truyền nữ Việt Nam nói chung. Sinh tháng 7 năm 1990, Nguyễn Linh Chi từng là tuyển thủ bóng truyền nữ hàng đầu của Việt Nam, là cây truyền hai xuất sắc bậc nhất của bóng truyền nữ Việt Nam và BTL thông tin trong suốt nhiều năm. Trong sự nghiệp thi đấu của mình, Linh Chi duy trì phong độ ổn định, có lối đánh kỹ thuật. Cô từng nhiều lần giành được giải cá nhân dành cho truyền hai xuất sắc nhất. Tuy nhiên, giữa năm 2022, Nguyễn Linh Chi bất ngờ lên tiếng xác nhận rằng mình đã nghỉ thi đấu. Cô cũng tuyên bố sẽ không trở lại đánh bóng chuyền nữa. Đó là quyết định khiến đông đảo người hâm mộ bóng chuyền Việt Nam ngạc nhiên bởi Linh Chi khi đó vẫn đang có phong độ đỉnh cao. Hôm ngày 18 tháng 7 năm 2022, Linh Chi chính thức theo chàng về dinh ở tuổi. 32 khi cô làm đám cưới với bạn trai tên Hà Thanh Tùng kém cô 3 tuổi, sinh năm 1993. Linh Chi tiết lộ cô trúng tiếng sét ái tình ngay từ lần gặp đầu tiên với bạn đời của mình trong rạp chiếu phim. Chồng tôi kém tôi tận 3 tuổi, tôi và chồng gặp nhau ở rạp chiếu phim, vừa gặp tôi đã trúng ngay tiếng sét ái tình. Tôi là con gái nên mê trai đẹp, lúc ấy đã yêu luôn chàng trai ấy qua lần gặp đầu tiên. Chúng tôi có tìm hiểu nhau vài tháng, sau khi trải qua nhiều lần cãi vã nhưng có nhiều lúc cả tôi và chồng đều cảm thấy không thể sống thiếu nhau, nên chúng tôi đã quyết định về chung một nhà. Điều gì đã giúp chàng trai chính ít Hà Thanh Tùng chinh phục được trái tim hoa khôi VTV CUP 2015? Linh Chi bảo, chồng tôi tuy ít tuổi hơn tôi nhưng trong suy nghĩ là người già dặn, sống hướng nội và không cầu kỳ, điểm tôi thích nhất ở chồng vì anh là người rất tinh tế, để ý từng chi tiết nhỏ nhất mà tôi mong muốn tình yêu đơn giản chỉ cần chồng quan tâm từ những điều nhỏ nhất, vậy với tôi là hạnh phúc rồi. Đám cưới của Hoa Khôi Linh Chi diễn ra chỉ hai tuần trước sinh nhật tuổi 32 của cô. Hồi tháng 7 năm 2023, cựu truyền hai của BTL Thông tin và tuyển bóng truyền nữ Việt Nam đã hạ sinh một bé trai kháu khỉnh. Hiện Linh Chi vẫn chủ yếu dành thời gian vung vén cho tổ ấm nhỏ của mình, chăm sóc con nhỏ và kinh doanh đồ thể thao, đặc biệt là các dòng giày thể thao. Và nối tiếp là thông tin đang nhận được nhiều sự quan tâm từ người hâm mộ khi huấn luyện viên Tuấn Kiệt sát cánh với huyền thoại Kim Huệ, cố động viên mơ về sự trở lại của một thế lực. Trận hồi sinh của huấn luyện viên Nguyễn Tuấn Kiệt tại câu lạc bộ bóng truyền Việt Tin Băng đang là điểm nhấn nổi bật của làng bóng truyền Việt Nam. Sau một thời gian dẫn dắt câu lạc bộ Than Quảng Ninh, nơi mà ông từng để lại những dấu ấn đặc biệt, huấn luyện viên Tuấn Kiệt quyết định trở lại ngôi nhà cũ nơi ông đã cùng câu lạc bộ Việt Tinh Băng trải qua những khoảnh khắc ngọt ngào của thành công và danh vọng. Thời kỳ 2001 năm 2020, khi huấn luyện viên Tuấn Kiệt làm chủ nhiệm tại Việt Tinh Băng, đội bóng đã trở thành một thế lực trong làng bóng truyền nữ Việt Nam. Với một chức vô địch, hai lần giành ngôi Á quân và hai lần đứng trên bục vinh quang nhận huy chương đồng tại giải bóng truyền vô địch quốc gia, Việt Tinh Băng không chỉ là đội bóng mạnh mẽ mà còn là biểu tượng của sự đoàn kết và khát khao chiến thắng. Mùa giải vừa qua, dù kết quả của Thanh Quảng Ninh và Việt tin Băng không đạt được những thành tích cao như mong đợi, sự trở lại của huấn luyện viên Tuấn Kiệt hứa hẹn sẽ mang lại sự đổi mới và định hình lại hình ảnh của đội bóng. Điều này càng trở nên quan trọng khi trong thành phần ban huấn luyện của Việt tin Băng, sự xuất hiện của huyền thoại Kim Huệ đã tạo ra một sức hút đặc biệt. Năm 2023 là một năm thành công không chỉ cho huấn luyện viên Tuấn Kiệt mà còn cho đội tuyển bóng truyền nữ Việt Nam dẫn dắt đội tuyển, ông giúp đội giành nhiều thành tích đáng kể, bao gồm chức vô địch ở AVC Club, huy chương vàng Challenger châu Á, hạng 4 ASEAN 19 và giải vô địch châu Á, cùng huy chương bạc tại SEA Games 32. Sự thành công này không chỉ đặt ông vào top 3 ở hạng mục huấn luyện viên tiêu biểu toàn quốc, mà còn tăng thêm sức hút cho câu lạc bộ Việt tin Băng dưới sự dẫn dắt của ông. Nhìn về tương lai, huấn luyện viên Tuấn Kiệt sẽ tiếp tục nhiệm vụ dẫn dắt đội tuyển bóng truyền nữ Việt Nam trong năm 2024, tham gia các giải đấu quốc tế quan trọng như AVC Challenge Cup 2024, CV League 2024 và VTV Cup 2024. Đặc biệt, đội tuyển dự kiến góp mặt tại Đại hội Thể thao trong nhà và võ thuật châu Á, AIMAJ. Sự kiện lớn sẽ diễn ra vào tháng 11 và tháng 12 năm 2024 những bước chuyển mới của huấn luyện viên tuấn kiệt và câu lạc bộ việt tin băng mang đến hy vọng và kỳ vọng lớn từ người hâm mộ khi họ mong chờ thấy sự hồi sinh và trở lại vị thế của một đội bóng mạnh mẽ và đầy tinh thần chiến đấu và cuối cùng là thông tin khiến nhiều người hâm mộ cảm thấy nuối tiếc và đầy bất ngờ khi thùy linh vượt thanh thúy để giành vinh dự lớn vừa qua trang tây thể thao việt nam hân hoan công bố nữ vận động viên xuất sắc nhất năm và vinh dự này đã thuộc về hof gơ cầu long nguyễn thùy linh sự chọn lựa của hơn 20.000 người hâm mộ đã đưa Thùy Linh Vương lên đỉnh cao danh hiệu, qua đó thể hiện tình yêu và sự ủng hộ nồng nhiệt dành cho tay vật tài năng này. Trong suốt năm qua, Nguyễn Thùy Linh đã chứng minh đẳng cấp của mình khi lần đầu tiên lọt vào top 20 thế giới và đặt chân đến Olympic thứ 14 của mình. Tấm vé dự thế vận hội Paris 2024 đã nằm trong tầm tay, là một bước tiến quan trọng trong hành trình chinh phục giấc mơ lọt top hạt giống Olympic cả nước kỳ vọng rằng tay vật số một Việt Nam sẽ tiếp tục tỏa sáng, mang về những thành công lớn và làm tươi sáng hình ảnh của thể thao Việt Nam trên đấu trường quốc tế. Xếp thứ hai và ba lần lượt là Trần Thị Thanh Thúy, chủ công hàng đầu của bóng truyền Việt Nam và Bạc Thị Khiêm, vận động viên taekwondo nổi tiếng. Trong bản thông báo, Tây Thể Thao Việt Nam đặc biệt tôn vinh đóng góp của Thanh Thúy, người đã cống hiến một mùa giải ấn tượng không chỉ đạt được những thành tích quan trọng cho quốc gia mà còn góp phần quảng bá thể thao việt nam tới thế giới như vậy cả hai nữ vận động viên xuất sắc này đều đã làm nên những chiến tích đáng kể trong năm qua tạo nên những dấu ấn sáng tạo và ghi điểm trong lòng người hâm mộ chúc mừng nguyễn thùy linh và tất cả những người phát động và tham gia vào cuộc bình chọn này đã tạo ra một sân chơi cộng đồng sôi nổi và hứng khởi cùng nhau chúng ta chờ đợi những thành công và chinh phục thách thức mới của những vận động viên tài năng này trong tương lai